chào cả nhà. Con tên là Đậu Minh Đăng, học lớp 2A8, trường tiểu học Chu Văn An, Hà Nội. Sau đây con sẽ đọc về lời giới thiệu của Hoàng tử bé trong câu chuyện. Bây giờ con xin bắt đầu lượt đọc bài học về việc thuần hóa của những người ta, những gì người ta yêu, và con sẵn sàng được thuần hóa bởi những gì người ta yêu kể từ một bông hồng. Bởi vì người ta chỉ hiểu những thứ mà người ta thuần hóa và phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn với những gì mình đã thuần hóa. Dù bài học ấy ai mà biết được có thể khó khăn và khổ sở đến mức nào, bởi một lẽ chúng ta phải chẳng từ trên trời rơi xuống, mà đều là cư dân trên trái đất bằng đá hoa cương, với biết bao nhiêu những quân vương, nhà buông, người hộ hĩnh, kẻ nát rượu. Bài học điều cốt tủy chẳng bao giờ nằm về ở bề ngoài, bởi vì người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Bài học về vẻ đẹp sa mạc, bởi vì nó luôn giấu một cái giếng ở đâu đó. Bài học về các vì sao là 500 triệu cái chuông biết cười, cũng đồng thời là 500 triệu nước hoàng tử bé. Vì thế chính là một tụng ca ấm áp trong chống lại hư vô, là khúc ca hân hoan của hiện hữu. Vậy nên giờ đây đối với chúng ta, những người phàm, những kẻ được lấy ra từ đất rồi một ngày là sẽ được trở lại với đất, các vì sao trên trời bao giờ cũng thật đẹp, bởi một hoàng tử bé mà chúng ta chẳng nhìn thấy.